chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện là phó giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi có mặt tại khu vực Thanh Liêm, Hà Nam để giới thiệu với các bạn một cái công trình mà công ty chúng tôi đã thiết kế tại đây. Thì đứng bên cạnh tôi đây là anh Hugh. À, em xin phép chào anh ạ. À, thì anh là chủ nhà của ngôi chủ đầu nhà, chủ đầu tư của cái ngôi nhà mà anh đang ấp ủ cho chứng minh tại đây. Thì anh được sự tin tưởng của anh đến với công ty thì bên em đã phục vụ anh một bộ phận vẽ như này đúng không anh? Hai bộ rất là đẹp. Thì tất cả những cái niềm tin và cái độ phục vụ của Kisato đều làm hết theo đây rồi. Và thì đây là cái phần mặt bằng của công trình ở phía sau tôi, và đây là sau thi công được mấy tháng rồi anh nhỉ? Một tháng đúng không? Và thì đây là cái mặt tiền công trình mà công ty chúng tôi đã thiết kế cho nhà cho anh Hugh tại đây. Mọi người nhìn ngôi nhà rất là đẹp, có điểm nhấn từ phía bên ngoài mặt tiền vào phía bên trong. Đấy, hệ thống cột bậc nhà rất là cao và trang trí không gian xanh ở trước phần ngôi nhà. Đấy ạ. Đây là một mặt tiền khác. Đấy, nhà trông rất đơn giản nhưng mà toát lên cái vẻ đẹp của một cái ngôi nhà vườn tại khu vực Hà Nam này. Đó, thì mời các bạn cùng xem qua cái công năng ở bên trong ngôi nhà nhé. Thì đây là cái công năng ở phía tầng 1 của ngôi nhà, thì sẽ bao gồm một phòng khách anh nhỉ, với diện tích là 26m², một phòng bếp với diện tích là 18m², ở dưới cùng phòng ngủ 12m² và có vệ sinh khép kín, vệ sinh chung 4m² ở phía cuối cùng, và bên này là một cái tắm riêng, vệ sinh riêng nhé, vệ sinh là hơn 3m², và bên dãy bên này là 3 phòng ngủ với từng diện tích khác nhau. Ở phía tầng trên cùng là một phòng thờ có lối đi vào riêng rất là đẹp. Thì khi đi vào thì phải qua phòng thờ trước thì mới đến được phòng khách. Đấy, rất là sang trọng. Đấy, thì anh cho em hỏi thăm là sau một tháng thi công thì bác thợ có gặp vấn đề về cái bản vẽ bên ngoài không? Nói chung là cái bản vẽ bên trong thì họ đọc hết và đặc biệt là các chi tiết kết cấu sắp xếp khó khăn. Thì xây dựng mặt thô này thì chủ yếu là mình quan sát kỹ cho cái độ cao cùng với cái cách buộc kỹ thuật buộc cắt thép. Thì nếu có gì thì anh cứ liên lạc với bên em, bên em giải thích cho anh qua Zalo hoặc là mật khẩu trực tiếp như này anh. Đấy, thì anh cho em hỏi thăm là cái bọn em có cái phần thống kê khối lượng sắt riêng như thế này. Đấy, sắt 6 ra bao nhiêu cân, rồi sắt 12 ra bao nhiêu cây như thế này. Thì anh hỏi thăm, cho em hỏi thăm là sau khi xây dựng xong cái phần ngầm như này thì anh thấy cái số lượng thống kê sắt thép này của em nó như thế nào anh? Thì không biết là đợt trước em sự khảo sát em có nói với anh không? Tại vì bóc tách này của bọn em là bóc tách trực tiếp trên phần mềm với anh. Đấy, thì tay người là chỉ phải tra thôi. Họ đỡ, họ cũng nhìn được đấy, họ cũng thống kê ra cái đề tay để họ làm. Đấy, thì mời mọi người cùng tham quan cái khu vực bóng như anh đang phần trên phần cúp không không nhé. Đấy, thì ở đây thì anh mới đổ xong rằng sống được khoảng tuần anh nhỉ? Vâng. Đây, như mọi người có thể hình dung là đây là cái khu vực sảnh thềm để bước lên khu vực phòng khách phía bên trong này. Đó, bước đến là khu vực phòng ăn ở khu vực dưới nhá. Thì mọi người cùng xem, đây là khoảng chắc tầm mấy ngày nữa là thợ lại vào thôi đúng không anh? Tầm mai kia là họ đổ cột, họ xây luôn rồi. Đổ cột mất là tầm 3 ngày. Tức là cúp phao ở đây. À đây. Đây thì ở trước mặt các bạn là toàn bộ cái hệ công trình của anh Hugh tại đây. Thì anh vừa đổ đá mạt xong ở đây. Đó, thì toàn bộ trên đây là hệ dầm của anh. Đó, thì khu vực dưới này là khu vực phòng bếp. Đó. Và ở phía bên này thì cái dãy đầu tiên là chỗ anh Tùng đang đứng ấy, và anh gia chủ đang đứng là cái khu vực phòng thờ. Đấy, bên cạnh là các cái vị trí phòng ngủ. Đây, và ở cuối đây là cái hệ thống nhà vệ sinh, nhà tắm tách riêng với nhau ở hai bên và khu vực phía đằng cuối. Ok, vậy là các bạn vừa tham quan xong cái phần móng ở nhà anh Hưu tại khu vực Hà Nam. Thì nếu các bạn có quan tâm về các cái kỹ thuật xây dựng hoặc là các cái quá trình mà công ty chúng tôi khảo sát thiết kế thi công chọn gói cho khách hàng trên 63 tỉnh thành thì hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video và nhiều cái bí quyết chia sẻ về kỹ thuật làm nghề hoặc là thiết kế, hoặc là các bạn có muốn thiết kế cho mình những ngôi nhà đẹp hoặc là thi công những ngôi nhà cho mình tại đâu, bất cứ nơi đâu thì chúng tôi đều phục vụ được. Thì hẹn gặp lại mọi người trên những cái ngày gần nhất nhé. Nếu các bạn mà sử dụng cái hệ thống vừa thiết kế vừa thi công của công ty chúng tôi thì sẽ đạt được cái độ hoàn mỹ cao nhất và nó thành một thể thống nhất rất là đẹp. Vậy xin chào, hẹn gặp lại mọi người ạ.